Alo, xin chào toàn thể anh em quay trở lại với video của mình. Hôm nay mình tiếp tục review cho anh em một vài cái công thức bắt cầu tài xỉu ở trên con game bài này nhá. Đối với các bài thưởng thì cái trò tài xỉu là đông anh em tham gia nhất, nhưng mà thường thường là anh em chơi theo kiểu đỏ đen. Anh em chơi theo kiểu đấy thì rất là khó để thắng được. Đó. Khi mà anh em mà chơi á, mình khuyên anh em là nên có một cái công thức chơi. Đó thì anh em mới có cơ hội chiến thắng được. Nay vốn mình chỉ có 2 củ thôi, mình sẽ review cho anh em một vài cái công thức rất là hay luôn. Ok chưa? Rồi, mình vào kiểm tra bàn tài xỉu rồng xanh này và MD5 nhá. MD5 thì đang cũng cầu đi cũng khá là xấu, rồng xanh thì đang kiểu dạng cầu ngắn. Rồi, ngắn thì vào tài xỉu nhá. Mình sẽ all in luôn tài này cho anh em xem này. Rồi, xem tình hình chuẩn được không? Rồi chuẩn tay đầu rồi, ngon chưa? Quá ngon luôn anh em ơi, anh em thấy thế nào? Đơn giản phải không ạ? Không có gì là khó cả, không có gì là khó cả anh em ạ. Rồi ok, tiếp tục chiến cái quả cầu 1-1 đi. Cầu này mình bắt cầu 1-1 là hợp lý hơn đấy. Tay này vào 900k thôi. Rồi nhá, để xem hôm nay vốn khoảng tầm độ 2 củ, xem kiếm được khoảng bao nhiêu. Đó, lên được khoảng tầm độ 5 củ là đẹp. Nói chung thì chơi game nào vậy thôi anh em, nếu mà tham thì tỷ lệ toang sẽ rất là cao đấy, nên là khi chơi cũng không nên tham quá anh em ạ. Chơi cứ phải bình tĩnh thôi, liều ăn nhiều thì sẽ gặp rủi ro cao, bất kể là con game nào cũng vậy. Rồi để xem thế nào nhá. Tay này xem có chuẩn bài không đây. Rồi tài 11 anh em ạ. Ngon thế nhở. Tài 11 luôn. Chuẩn không cần phải chỉnh luôn anh em. Quá hợp lý nhờ. Tiếp tục nhá. Tay này vào 800k thôi. Đó mình sẽ vào giảm dần anh em ạ. Mấy tay sau này thì không 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 có tham nữa, không liều ăn nhiều nữa, chơi đã phải có một cái điểm dừng và phải có một cái cách quản lý vốn. Còn chơi theo kiểu mà liều ăn nhiều thì rủi ro rất là cao anh em ạ. Chơi kiểu vậy thì rất là khó để thắng. Rồi tiếp tục chiến quả cầu 1-1, xem liệu có chuẩn bài hay không. Cầu này thì mình nghĩ là sắp đứng rồi đấy, nhưng mà cũng chưa thể biết trước là nó đứng ở điểm nào cả, nên là cứ tạm thời là cứ bám theo đã. Vẫn chưa đứng được anh em ạ, vẫn đi cầu 1-1 này. Hiện tại vẫn cầu 1-1 đẹp luôn nhá. Đẹp như tranh vẽ luôn. Rồi tiếp tục. Ôi là 1 củ luôn anh em ạ. Tay này thật sự là cũng kết, rất là kết. Đó, tay nào kết thì vào thêm một chút. Để xem liệu có thành công được hay không nhá. Nói chung là tham thử một tay cũng không sao cả. Rồi ok. Tiếp tục chờ kết quả thôi anh em. Để xem có thành công được hay không này. Đủ mẹ đúng tay kết anh em ạ. Mẳng ngay cày nhờ. Kết quả không thành công, vãi thật. Thôi rồi không sao. Nói chung là không có gì, làm lại anh em ạ. Đó, nhiều khi mà tham là dễ mà toang lắm anh em ạ. Tham rất dễ toang đấy. Nó lại đứng rồi à. Chặn tiếp một tay nữa đi. 1,5 củ nha. Chặn tiếp một tay nữa này. Rồi ok. Cũng chưa kết quả.
cùng chờ kết quả nào anh em. Quả này mà nó mà đứng xỉu là mình sẽ quay sang bắt cầu bệt luôn này. Đó, giả sử như đứng. Ok nhá, để xem liệu nó đứng hay là không. Đứng rồi. Đủ me, nó đứng rồi anh em ạ. Quay sang rồng 10 đến 5 thì đang cầu 33. Me cày thế nhở. Gặp ngay cái quả đứng nhờ. Rồi, đã vậy thì all in luôn tay này đi. Rồi, sợ gì anh em. Cầu này thì bắt bệt là chuẩn bài rồi đấy. Bắt bệt là quá là chuẩn bài rồi đấy. Ok nhá. Anh em cùng chờ kết quả để xem tay này mình liều ăn nhiều liệu có thành công được hay là thất bại tay này đây. Cùng chờ kết quả. Cầu này mình nghĩ là cái tỷ lệ nó bệt sẽ rất là cao đấy. Bởi vì giữa đó đi rất là ngắn mà. Rồi, chờ kết quả thôi anh em, liều ăn nhiều thôi. Nói chung là liều ăn nhiều thì cũng phải chấp nhận rủi ro lớn. Tay này mà xịt thì thôi, coi như là mất toang hai củ anh em ạ. Hai củ thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến kinh tế cả. Rồi, húp ngay. Chứng tỏ là vẫn chưa toang. Bắt quả cầu mẹ là 1-1, sau đó là quay sang cầu thuận là hợp lý đấy anh em ạ. Ok nhá. Cầu này tiếp tục chiến quả cầu thuận này. Tại này sẽ vào 5 một củ luôn đấy anh em ạ. Mà vào luôn củ rưỡi đi. Để xem nào liệu có thành công được không. Để xem liệu có thành công hay không nhá. Rồi ok, chờ kết quả thôi. Hy vọng là thành công tay này. Hy vọng là thành công nào. Rồi ok đấy anh em ạ, lên được 7 mét rồi, nghỉ nhá. Ok, nghỉ thôi anh em ạ. Anh em thấy video hay thì ủng hộ mình bằng một like, một follow nhá. Xin cảm ơn tất cả anh em theo dõi video của mình. Chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.